Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh MBB SC150SA 2024. Cái mẫu Targa nhưng lại xuống cho mình cái phục y hệt cái dòng xe con tài. MBB SC150SA 2024 đang khiến cho dư luận châu Á vô cùng xôn xao khi xuất hiện trong cái sự kiện triển lãm ô tô xe máy Đài Loan 2024. Cái điểm đặc sắc của cái mẫu xe này ở tất cả đều nằm ở hệ thống treo sào với cái phục trang bị là monoshock y hệt như những cái dòng xe con tài thể thao. MBB SC150SA 2024 được hãng sản xuất tạo ra với nguyên hình hầm hố kết hợp với những yếu tố như ghế đông trần yên là 2 tầng, cái diện áo cấu cạnh vân, giúp cho cái mẫu xe này đã trở thành một trong những cái dòng Targa vô cùng nổi trội khi đặt cạnh với các thủ khác. MBB SC150SA 2024 khiến không ít người ấn tượng với trang bị phục sau monoshock giống như các dòng xe con tài. Đặc biệt hơn nữa là cây phục này được bố trí theo một tư thế nằm ngang lệch, xe một bên trái hỗ trợ quá trình giảm sốc diễn ra được ổn định và êm ái hơn. Phiên bản SC150SA 2024 sẽ hiển thị mọi chức năng thông qua cái màn hình LCD tiên tiến, có thông báo luôn cả cái vòng tua máy, gia tăng cái độ phấn khích chừng lái khi vặn ga hoặc là giảm ga. Phiên bản MBB SC150SA 2024 còn có những trang bị khác vô cùng tiên tiến như chìa khóa smart key, cổng sạc USB kèm với cái hốc đựng đồ, cái nút tắt máy nhanh tăng cái độ tiện lợi khi dừng đổ tạm thời vân. Nói đôi chút về cái mặt dàn chân của cái mẫu xe mới, sử dụng cho mình kích thước vỏ trước sau là 120x73 phía trước, phía sau là 120x73. Hệ thống trắng đĩa trên cả hai kinh rất là xịn sò. Dĩ nhiên mình sẽ cũng không hề quên giới thiệu anh em biết về cái công nghệ phanh ABS kinh đôi chứ sao, giảm ro phanh khi bị bóp cứng kiểm tra thắng gấp hoặc giảm tốc trên cái địa hình chân trượt. Về mặt động cơ của chiếc MBB SC150SA 2024 được cung cấp sức mạnh bởi khối động cơ dung tích thật là 149,6cc giảm nhiệt bằng nước, tạo ra cái công suất tối đa là 15 hp, đạt ấn ưỡn tua máy là 8.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 14.7 Nm tại ngưỡng tua máy là 7.000 vòng trên phút. Hiện tại thì hãng MBB chỉ mới giới thiệu cái dòng là SC150SA 2024 trong cái cuộc triển lãm ô tô xe máy Đài Loan chứ chưa công bố mức giá bán chính thức của cái mẫu xe này. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy chi tiết nhớ like, share, subscribe.